là mình bắt sóc là mình dính miệng nó thôi. Bởi vậy mình tội nghiệp cho Hồng Loan thôi. Mồ côi. Nghe điện Vũ Lưng mà nói em Vũ Lưng nói bảo vệ Hồng Loan suốt tới cùng mà. Nhưng mà Hồng Loan thì cũng có pháp luật bảo vệ. Nhưng mà thành công thì cũng phải mình phải xử sao với bà Sáu và mấy người ông họ đâu. Không có đâu, nhưng mà làm tao nói làm có lợi Hồng Loan. Luật pháp là người Hà Lan có nói tình nghĩa đâu. Không. À, đúng luật với pháp. Tình nghĩa Hồng Loan á. Tình nghĩa là do nơi Hồng Loan nó tình nghĩa thôi, chứ nếu mà đưa ra luật pháp đâu là luật pháp ta kéo thẳng băng luôn rồi, chứ không có tình nghĩa mẹ gì nữa hết trơn. Mà mấy người này có tình nghĩa đâu, theo gì rồi cũng mấy cha mày cha ta chết là bây giờ phải ăn ủi ta, còn này gì đâu mà dành ăn đám ma mà không có được đồng bạc nào, không có được nắm được cái gì hết trơn. Gì đâu trời ơi, gì kỳ vậy? Bỏ tiền cúng biếu, tiền cúng biếu đồ Hồng Phượng đồ ấy hết Hồng Phượng đồ quản lý hết. Trời đất ơi, bởi vậy Hồng Loan bức xúc nên mới lên tiếng, cho nên nó mới lên đây nó lên tiếng đó. Là giờ cái đời ba nó là không có ấy, ba nó là đi từ thiện mà tại sao giờ phải đi xin tiền người ta để xây mộ, đúng không? Giống ngay như mình cũng đâu chịu, làm gì quay dữ mèo nội. Quá về nhà chúng chữ thì chết. Sao con cũng nói hết rồi bà cô? Thôi cô muốn nói con ra sao con nói nha. Thôi thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa cô, đừng có nói chia rẽ gia đình nữa cô. Thôi tại con từng giờ bây giờ chuyện xe vô con đi, con nói con quay nữa nếu con quay kỹ kỹ con nhìn ra cái đây chắc mã nghệ sĩ không có gì chắc cả khác. Đây đâu có mã nghệ sĩ đâu. Thôi đừng có quay giùm đi ông nội ơi, nói, đừng có quay. Quay với không, đừng có quay. Thôi cô chỉ tay cho con cái rồi. Đừng có quay. Có. Quay về nhà đi, chữ cô đừng nói với cô là kêu nó đừng vô một, còn đâu cô nói đi nha. Ê sao dí cổ dữ vậy, thôi để con chạy chạy đi ông nội. Rồi hai cô sợ trai luôn rồi. Khách hôm nay biển rất là đông cô chú anh chị ơi. Quá wow, tuyệt vời. Ở trong cũng đang cúng đồ cho cậu. Còn có hai người mà lại bỏ chị đi ha. Giờ mẹ ba nó chết rồi mà còn hai chị em mà còn phải bỏ. Làm đậu mới làm đậu thì ở trên này nó kêu xin nghe ở lợi và nặng và ngăn số cho cha nó. Từ sau này nó mãi về bên bà Sáu á. Đầu mấy người nước ngoài á, ta kêu đuổi trong nhà đi với mà cái ông gì ông lên, ông hay nói thì đuổi trong nhà đi chứ không cho ở được. Ở trong đó là có ngày có chuyện đó, bị ra một phe bên bà Sáu rồi. Là ai nói hả bà? Mấy người bên nước ngoài vậy, bà coi lên không thấy hả? Thì coi suốt luôn. Lên là phải cho con Nga đi, nó là Hồng Loan có con rồi lo nhăn khói cho cha được chưa? Dạ, làm gì nữa vậy? Nói làm gì? Dạ, ta tới rồi, trời. Ý ông kia ông nói là hồi đó thì cần nghệ sĩ thì cần trợ lý, giờ nghệ sĩ chết đúng rồi. Còn trợ lý lắm rồi. Trợ lý ai nữa vậy? Cái ông quỷ bà, cái ông nói vàng, áo vàng đó, ông nói. Chứ giờ trợ lý ai nữa giờ? Rồi ai trả lương? Xuống dưới đàng hoàng thì nữa đó. Không, nếu đàng hoàng không đến đổi. Nếu đàng hoàng ta không có đuổi đâu, không có nói là đúng không? Ông hôm đó, hồi đó là Hồng Loan nó kêu ở mà, tại vì một khe bên đây chắc là đó, rồi nó mới đuổi đi á. Cái là cái hồi giờ ông Vũ Linh đúng không? Để ông không sắm được cái tủ lạnh hay là cái tivi hay sao mà để cho con đó nó sắm rồi bây giờ nó dọn đi. Lấy là dọn đi là lấy luôn hơn. Lấy luôn. Tôi thắc mắc ở chỗ đó cũng như vậy. Vậy hả? Ở cái là cái dạng thu âm của cậu ha. Mà đâu phải khu của bả đâu, không lẽ ổng mua không được mấy cái đó. Bây giờ người ta kêu Kim Nha này phải chở lên trả lại cho Hồng Loan cho con người ta. Bây giờ bảo về quá bà không dám đem lại, bà kiểu ai có có xe lại lại lấy nhà lại không trả lại là không yên hết.
Bây giờ người ta tặng Vũ Linh nè. Nó nghe nói mà cây bằng thự cậu ở đòi lấy đồ có là nó nói cái camera ở bên nhà nó quay á. Dạ. Quay nó bắt ảnh cũng có lẽ. Dạ. Nhiều khi nó phụ trong đó thì lấy tiền của nhà nó sớm nhiều của nó nói bây giờ em yêu cầu ngày mai chị dọn đồ gặp em rồi xong mình nói đi đi lên đầu rồi bà đó bà tức giận bà đứng lên con đi rồi con cũng lấy cái bàn thờ đi luôn nghe. Dạ. Thợ con á. Là bàn thờ của con mua đúng không? Đúng rồi, nói cho nó mua bảo thứ mua không được lấy. Thì con mua 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 đã mua cho người chết rồi. Tự nhiên lấy. Ủa cái đó là hết tình hết nghĩa luôn á. Thì mua cái khác cũng được mà không mình được không làm được gì được. Không ai làm vậy được. Mình lấy bàn thờ dọn cái gì được nha. Ý là cũng cho không bao lấy đi. Tất nhiên là gia đình mình phải có người chết thờ đó. Đúng rồi đi theo á. Đúng rồi. Tâm linh. Tâm linh lắm. Đây là cái chuyện là như là tâm linh. Cái bàn thờ là không được lấy. Chưa được 100 ngày nó nổi. Ý là chưa được 100 ngày mà rồi lấy bàn thờ đi. Thì lấy đi rồi. Lấy rồi luôn hả con? Nghe nó lấy bàn thờ đi. Thì theo cô nghĩ Trương Nga nó giận quá nó ngu phải không? Dạ. Chứ bàn thờ dông mà chứ ai mà dám đem về nhà. Dạ. Lấy về là trời. Tất nhiên là mình gia đình mình phải có chuyện. Có chuyện đó con. Đúng rồi. Dạ. Rồi cho anh mở thiền thúi ra đi. Mình không được lấy vậy. Thì dù gì mình cũng nghĩ cái tình cái nghĩa gì dù mình mua thì giờ để vẫn để đó mình thờ cho cậu. Bây giờ không nghĩ tình nghĩa cũng được nữa mà điều cái mà mua cũng không để thờ cho ông gọi giúp bác không thì đem đi được. Đem đi là tất nhiên gia đình nó có chuyện. Dạ. Với lại sợ nhiều khi Kim Nga yêu mến còn năm quá rồi cái đi cái yêu mến yêu cái bàn thờ ông nội rồi cái nhưng mà nó nghĩ nó ngu quá. Nghĩ cách nó ngu quá nó giận không biết đó. Dù yêu mến nè, mình làm tấm hình mình thờ thôi, có cái gì đâu. Bởi vậy nó nói là lấy bàn thờ đi Hồng Long, nó không có chỗ rồi hà đó. Nghĩ vậy là tao dẹp đó. Nghĩ ngu ngu. Để cho gã chửi. Mà là cô từ đâu về biển cậu Năm? Hả? Cô Sài Gòn hả? Tôi giờ mới chị vui đi ha, kể những cái điểm của cậu Năm ngày xưa đi diễn ha. Gia đình thôi mình nó cậu Năm nhiều lắm đó. Mình nói nhiều quá cũng tội. Thôi bây giờ mình đến đây mình viếng cậu Năm thì mình nghĩ chuyện vui hoặc là lên đi chứ. Quá tuyệt vời, cô chú anh chị ơi. Quá khá giả quá, quá đông rồi, cô chú anh chị ơi. Quá tuyệt vời. Bây giờ mình đừng nhắc chuyện buồn nữa ha cô ha. Để cho cậu ở đây cho cậu được vui theo luôn. Dạ dạ dạ, phải la lên cô ơi. Tại vì con lúc nào con cũng ủng hộ cho cậu đó, con la lên để cho mọi người biết. Con ủng hộ cho cậu. Quá tuyệt vời. Khán giả ở phía trong rất là đông, cô chú anh chị ơi, hôm nay thật sự nói là một ngày vỡ trận luôn. Wow, khán giả rất là đông, cô chú tất cả các phương đến viếng mộ cậu, thăm cậu và cũng có nhiều bất xúc và chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị. Đúng rồi. Và Khang Tám Tây xin chào tất cả các nhà yêu. Wow, quá đông rồi. Bà có gì muốn nói không mà? Chào cô. Cô từ đâu đến vậy cô? Hả? Cô từ đâu đến? Tuổi rồi. Bà từ đâu đến? Ở đâu? Dạ ở đây, ở nhà đỡ này. Sáng nay là hàng trăm bà con cô bác từ rất là đông đúc luôn. Đến đây để thăm viếng mộ cậu. Cả nhà mình thấy rất là đông đúc vui. Vui quá cả nhà ơi, vui chị em. Bà ơi à. Chết Vũ Linh anh ca. Dạ. Giờ nó đi trước rồi. Dạ. Hồi xưa ha. Hồi xưa cô bà có nói là khi mà sau này mướn cậu Năm về hát hả? Bà chết bà rước cậu Năm. Dạ. Mà giờ cậu Năm đi trước bà. Dạ. Năm đi trước rồi giờ bà ước vậy đó. Ước ha. Dạ. Ngày cuối là hát một đêm là tiễn đi. Dạ. Ai ngờ cậu Năm này đi quá sớm cũng rất là tiếc ha. Cô chú anh chị ơi, hân trần hôm nay rất là vui được đón tiếp tất cả khán giả yêu mến đến đây luôn. Cô chú anh chị ơi, người đến thắp hương rất là đông. Ở đây có ba cái tô mới cúng cho cậu luôn kìa. Đây cô nói anh dọn giùm cô. Đổ gì? Đó. Cô thấy nó có thiên nhiên không cô?
À, ở phía trong mà cũng ba cái tô bún bò Huế cho cậu. Bò Huế nè. Quá tuyệt vời. Bò Huế chay nha. Quá tuyệt vời, cái con này quen lắm luôn á. Dạ, của không Trần đó cô. Không, của Kha Tám Tê á. Wow, khán giả đến viếng mộ cậu rất là đông luôn. Và có người biết được câu quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Rất là vui cô chú anh chị ơi. Hôm nay thực sự nói là Hân Trần rất là vui. Tại vì khán giả đến viếng thương cậu, đến viếng cậu rất là đông. Đông đúc luôn ha. Ở phía trong thì chị lo cũng phải là lo phụ dọn bàn thờ. Rồi để cho người hâm mộ đến thắp hương. Nhiều lắm rồi, phải dọn thôi. À. Hôm nay cả ngàn cây nhang từ sáng giờ. Nếu mà đến mà không có gì hết, chắc là ngạc nhiên luôn ha. Wow, khán giả ở phía trong hậu trường nữa cô chú anh chị ơi. Ở phía bên đó là người ta đang sắp xếp đồ đạc á, để người ta đem qua đây cúng. Quá 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 quá. Rồi, cho bón. Cho nó dễ thương.